Thì vẫn cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi Việt Mỹ Television. Vừa rồi là bài Áo Mới Cà Mau, em thực hiện cái bài này lúc nào và có những cái gì em muốn tâm sự với quý vị khi em thâu cái bài này? Cái bài này thì em có nghe nhiều người hát rồi, nhưng mà có một lần thì em nghe em làm khác, là tại vì em làm cái đoạn đầu, thường thường người ta hát là chỉ có cái nhạc vô thôi, thì em có bốn cái câu hò đó, thì em thích cái đó, thì em có nói với anh nhạc sĩ, anh ơi anh làm cho em như vậy, thì em rất là thích cái bài này. Em cảm thấy giống như mỗi lần hát cái bài này giống như là mình nhớ quê của mình lắm, tại quê em miền Tây đó, cho nên em nghĩ là nhiều người cũng thích cái bài này. Lúc đầu em định lấy chủ đề của cái bài này là cái CD của em, nhưng mà em thấy cái bài này nhiều người hát quá chị Vân. Thì em cũng bàn với cái anh thâu nhạc đó, anh nói thôi Tuyết Nhi lấy cái bài Em Gái Quê đi, tại bài đó em không có thấy ai lấy, cho nên em lấy bài này. Rồi, vậy thì em vừa mới nói là những kỷ niệm ở vùng sông nước miền Tây. Em sinh ra ở miền Tây luôn. Và em lớn lên ở đó, thì nếu mà nói là nhớ những cái gì nhất, ngoài canh chua cá kho tổ, thì em có những cái kỷ niệm gì đáng nhớ ở miền Tây đó? Thì quê em nhớ nhất là quê em là sát phía ra ngoài, đi ra ngoài chút là ngay cái bờ sông. Thì có xuồng. Hồi còn nhỏ là em bơi xuồng, không có biết bơi xuồng thì thích bơi xuồng lắm, cứ đi xuống dưới đó cứ bơi xuồng. Đấy, chắc chắn là ở ở miền sông là phải biết bơi rồi phải không? Dạ. Có nhiều người cũng không biết đâu chị. Hồi xưa em không có biết bơi xuồng, biết bơi nhưng mà không biết bơi xuồng. Tại vì mẹ em là phải chèo phải không? Bơi mình, xuồng là chèo. Cái chiếc xuồng nhỏ mình lấy cái dầm á, mình bơi thôi, mình giống như mình một cây thôi à. À cái chứ đó không là, phải là không phải là cái thuyền cái mình thuyền chèo. Ấy là cái chèo là khác. Vì cái sông nó cạn lắm đúng không, mình có cái cây là mình cứ cắm đó, mình cứ cái cây dầm mình cứ bơi bơi vậy nè, mình cứ bơi 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 vậy đó, rồi bẻ lái qua trái qua phải vậy đó. Là lúc còn nhỏ là tại vì bây giờ thì mình đi bằng bằng xe, nhưng mà hồi cái thời lúc hồi xưa em còn nhỏ là đi bằng đi vận chuyển, giống như đi là chợ đi gì là đi bằng xuồng nhiều á chị, hoặc là đi ghe. Rồi là từ nhỏ là đã ngân nghe danh ca rồi. Dạ, từ nhỏ là đã coi như nghe cải lương nữa. Em có biết hát cải lương không? Có biết hát cải lương. Và em đã từng hát cải lương trên sân khấu hay là có thực hiện một cái dạ, video chưa. Nào chưa? Em biết hát cải lương nhưng mà em nghĩ ok thôi, chứ không phải em chưa bao giờ hát cải lương. Chỉ hát nhạc quê hương hoặc dân ca thôi. Vậy thì khi mà nói đến miền Tây thì người ta phải nói những cái món dân dã. Em có biết nấu ăn không? Và cái món ruột là món gì? Ở lúc ở Việt Nam không biết nấu ăn, nhưng mà qua đây thì biết nấu. Rồi món ruột là món, món gì? Ruột bữa nào của em cho chị chỗ tại. Món ruột của em là em thích cái món thịt kho trứng, kho nước dừa đó. Thịt kho nước dừa. Với em thích tép rim. Rim kho mặn. Cần canh chưa kéo bông lau rồi này kia biết nấu không? Dạ biết luôn. Mấy cái món đó hồi xưa ở với mẹ thì không biết, nhưng mà bây giờ em qua mở mình thì em biết hết. Hay nói vậy ta ở một mình lúc đó là mình mới dạ. tự phải lo. Mẹ có dự định đưa mẹ sang đấy không? Mẹ em thì đang ở Kansas, nhưng mà cũng có rủ mẹ với ba qua ở, nhưng mẹ với ba chắc ở bên đó quen rồi. Cho nên em cũng không biết, có thể là later, có thể là chừng nữa thì có thể qua. Chị nhìn những cái áo dài mà em mặc khi mà em đi thi hoa hậu, cũng như là em chụp hình bìa băng, thì chị thấy rất là đẹp. Em tự design hay là em có một nhà thiết kế cho em? Áo dài đó em, chị biết chị Thu không? Em, chị Lý Ngọc Thu đó, chị ca sĩ đó. Thì hồi xưa thì em chưa biết chị, thì em hay về Việt Nam em may, hoặc là thì có những cái áo dài em may của anh Kevin Hiệp rồi. Có phần đông là em lấy, em mua từ chị của chị Thu. Có khi chị lấy từ ở Việt Nam qua nữa. Dạ. Và em thường thường em chỉ mặc áo dài thôi hay là em có mặc áo tứ thân, áo bà ba, áo gì nữa? Em quay là em vẫn áo dài với áo bà ba thôi à. Rồi khi mà em đi sau cái cuộc thi và xong những cái video đó, em có được nhiều bầu show mời đi những cái show diễn, và em có thể chia sẻ với quý vị những cái show diễn gần đây để mà nếu mà quý vị đi gần đó có thể ủng hộ em, rồi ủng hộ CD của em.
Được đậu hoa hậu xong, á hậu xong thì cũng có được nhận vài show em đi hát ở Florida. Thì em cũng hát hình như hồi tháng 1 vừa rồi. Thì vòng vòng ở đây em cũng có show hát cho chùa, hát cho mấy tiệc đồ cũng nhiều lắm. Sắp tới hình như em có hát một cái tháng 3, tháng 4 gì ở, anh Kevin Khoa có kêu em hát wedding luôn, em cũng hát luôn. Wedding là mình dân ca, mình có rất là nhiều bài nói về đám cưới rất là hay đúng không em? Dạ. Em có bài gì đặc biệt hát cho đám cưới dân ca? Khi mà em đi hát đám cưới đó, em hát thể loại khác. Nhiều khi em hát giống như nhạc cha, mấy cái bài chẳng hạn như rumba, mấy bài vòng tay người ấy, rồi ánh Lại trăng không lẻ phải là loi. hát ha hát lại Dạ. mà lại nhạc dân ca. Hả? Tại vì buồn quá chị Vân. Rồi nhiều khi cũng Dân hát ca thử, chị cũng thấy những cái bài vui chứ. cây cầu dừa hay là em hát nhạc trẻ được luôn, khi mà em đi hát 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 đám hay gì thì em hát cái khác, em hát nhạc trẻ luôn. Nghĩa là tùy theo khán giả mình Dạ. ủng hộ theo cái sự yêu cầu của khán giả. Dạ. Vậy thì nếu mà cho em trong năm nay cái lời ước em muốn làm những cái điều gì, và năm vừa qua em cảm thấy đó là một năm tốt hay là em cần phải thay đổi những cái gì trong năm mới này? Cho em, nếu cho em một điều ước á, thì em ước là em có thể làm có được nhiều tiền để có thể làm thêm CD, và em đang dự định là sẽ làm MTV, làm một vài bài MTV cho em. Thì em chỉ mong là quý khán thính giả là đón nhận em, và em có thể cố gắng hết sức để cống hiến tiếng hát của mình đến quý vị. Vậy thì em có dự định ra mắt CD này hay là có dự định làm một cái live show gì riêng cho mình không? Hiện giờ thì em chưa có nghĩ là sẽ làm, tại vì em muốn có CD để khi mà mình đi hát show mình có mình bán, chứ ra mắt hay không thì em cũng không có sao. Dạ. Chị cũng thấy là em gần đây em có xuất hiện ở những cái chương trình TV làm sứ ngôn viên. Dạ. Thì em đến với lại một cái vai trò mới như thế nào và em thích không? Hồi trước khoảng mấy tháng trước thì em có làm đài TV cho đài VNA, đài 57.3. Và hình như hồi đài Việt Mỹ em cũng có làm, nhưng mà em chỉ làm appetizer thôi. Dạ. Cho nên không có làm cũng một thời gian. Rồi sắp tới thì em cũng sẽ có chuẩn bị đọc tin cho một đài nữa. Dạ. Rồi khi mà em ngồi trước tivi rồi em đọc tin như vậy, em có cảm thấy là em gần gũi với khán giả hay là em Hình như là em thấy đọc tin nó nhiều nhiều người biết hơn là đi hát luôn á. Tại vì em thấy khi mà đọc tin á, em đi ăn hay gì mấy người ở ngoài đó, ô cái cô này nhìn thấy quen quen, cái em mới nói wow, em nghĩ sao lúc đi hát còn nhiều người không biết mình mà mình đọc tin nhiều người lại biết mình hơn. Mà em rất là thích đọc tin tức, em mê lắm chị, coi Thì thay như vì mình cũng đọc tin cho mình biết luôn. rất là mê mê. Hồi lúc mà thích đi hát mà lúc mới qua đây đó là em đã muốn đi đọc tin rồi, nhưng mà mình không có cơ hội. Thì vừa rồi em đi hát trên đài đó thì em mới có nói là ồ cho em thử đọc tin, rồi thì em có tập, em cũng chưa có đọc giỏi đâu, em chỉ đang tập thôi. Chị muốn chia sẻ em cái này rất là lạ, là đối với Thùy Vân thì Thùy Vân lại thích làm show có vẻ tự nhiên, giống như làm những cái chương trình host, Dạ. làm những chương trình đặc biệt, phỏng vấn, hoặc là làm chương trình show ca nhạc. Chứ nếu mà nói Thùy Vân đứng im mà ngồi nhìn cái monitor xong rồi đọc tin tức thì Vân không thích. Có một lần Thùy Vân làm cái chương trình nó giống như là Good Morning America thì nó cũng không phải là đọc tin, mà nó là mình sắp xếp những cái tin tức nào mình cảm thấy mình thích, xong rồi mình nói về cái tin tức đó, thì cái đó là Thùy Vân làm. Còn Dạ. bảo là Thùy Vân nhìn chăm chăm vào cái monitor và đọc, với lại đọc mấy cái tin đó không biết em thấy sao, nhưng mà chị thấy buồn lắm, tại vì mỗi một ngày á, tin buồn nhiều hơn là tin vui, Đúng mà rồi. cái người mà đa sầu đa cảm như Thùy Vân á, thì mỗi lần mà nghe cái tin buồn á, tự nhiên nó buồn cả ngày à. Dạ. Đọc tin thì đúng rồi, cũng tùy cái lúc mà cái tin vui á, thì mình mới được cười thôi. Và cái phần đông là mỗi lần không lẽ đọc nhiều khi người ta bị
chết thôi, bị bảo lục rồi nọ, mình đã không có dám cười, sợ người ta. Đó, mà mạch của chị thì nó quen cười rồi. Cho nên mà nói đọc tin tức mà để ý ngày nào cũng toàn là tin buồn, không có tin vui. Với lại chị nhiều khi tiếng Việt, em qua đây cũng lâu mà, nhiều khi đọc tiếng Việt đọc nhiều quá, cái mình bị giống như bị lấp bắp, đọc không có trôi luôn á. Bởi vậy cho nên nghề nào nó cũng có cái khó khăn, nó có cái challenge của nghề đó, đúng không em? Dạ. Và trong cái năm mới này thì chị nghĩ rằng là em phải công nhận, bây giờ mình chia sẻ với quý vị luôn là với những cái sự chia sẻ vừa rồi, câu hỏi và sự trả lời của Tuyết Nhi thì Vân mới nhìn ra thêm một điều là cô này rất là thành thật, thiệt tình lắm. Những cái sự trả lời nó có vẻ ngây ngô vô cùng. Có sao nói vậy người ơi, đó nếu là đúng theo người nam. Thì Vân chắc rằng với cái tính mộc mạc đó thì cái CD này đúng là cái sở trường của em, là bởi vì nó là những cái gì mà em ấp ủ và em khôn lớn lên từ miền sông nước. Cho nên là quý vị hãy ủng hộ một lần nữa CD của Tuyết Nhi, Em Gái Quê. Em có những cái gì em muốn chia sẻ sẵn em trên cái làn sóng này, em cảm ơn quý vị hoặc là nói những điều gì với quý vị? Trước tiên thì em cũng cảm ơn chị Thùy Vân rất nhiều, là cũng tạo cơ hội cho chị rất là dễ thương quý vị. Khi Tuyết Nhi post cái CD lên trên Facebook thì chị Thùy Vân có vô nói là ô Nhi ơi, em khi nào rảnh em lên đài chị nha để quảng cáo cho CD của em. Thì em cũng rất là cảm ơn chị Thùy Vân. Và năm mới em cũng mến chúc cho chị Thùy Vân lúc nào cũng trẻ đẹp. Chị Thùy Vân là lúc nào cũng sexy hết. Và thank trong you. Đường ca hát sẽ thành công hơn. Dạ. Và em cũng cảm ơn Đài Việt Mỹ. Và cảm ơn anh cameraman đã mời Tuyết Nhi đến đây. Và để Tuyết Nhi có thể chia sẻ những vui buồn đi hát. Tuyết Nhi cũng cảm ơn gia đình của Tuyết Nhi rất là nhiều, và nhất là mẹ của Tuyết Nhi. Và Tuyết Nhi cảm ơn tất cả fans, những người nào yêu mến Tuyết Nhi rất là. Và Tuyết Nhi chúc một năm mới thật là, chúc tất cả quý vị một năm mới thật là an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Cảm ơn những cái lời khen của em đối với chị. Sẵn đây thì Thùy Vân cũng muốn chia sẻ với quý vị, có nhiều người khi mà xem cái chương trình Việt Mỹ thì hay hỏi Thùy Vân là ồ sao Thùy Vân không mời những cái người ca sĩ thật là nổi tiếng tên tuổi, mà Thùy Vân hay mời những cái nhân vật mới như vậy. Thì thú thật với quý vị, Thùy Vân có một cái hoài bão là bởi vì dĩ nhiên những người ca sĩ nổi tiếng thì nếu mà những anh chị cô chú này mà cần cái sự quảng cáo về CD mới hay là show mới thì Vân luôn luôn sẵn sàng. Nhưng mà bên cạnh đó thì những cái người đàn em, những người ca sĩ mới, những khuôn mặt trẻ, đây là một cái sự chông gai cho họ vào những cái buổi đầu. Cho nên là Thùy Vân cảm thấy mượn cái làn sóng của Việt Mỹ. Và hơn nữa anh David của Việt Mỹ cũng rất là dễ thương, chứ không phải đài nào cũng có thể cho chúng ta lên đây để nói quảng cáo về mình. Và anh cameraman editing thì khỏi nói rồi, rất là tuyệt vời. Cảm ơn anh Phúc luôn. Và sẵn cái làn sóng này thì Thùy Vân một lần nữa xin cảm ơn cái sự ủng hộ của tất cả quý vị đối với Việt Mỹ Television nói chung, cũng như anh chị em nghệ sĩ và Thùy Vân nói riêng. Một lần nữa chị chúc cho em thành công, thật là thành công trong cái cuốn CD này. Và nếu như mà em có ra mắt CD thì Thùy Vân sẵn sàng ủng hộ quý vị, cũng sẽ ủng hộ cho em. Và Thùy Vân sẽ mượn một chiếc bài nhạc thứ hai trong cái CD này, đó là bài Hương Tóc Mạ Non, cũng của nhạc sĩ Thanh Sơn. Thì Vân xin quý vị cùng theo dõi phần trình diễn của ca sĩ Tuyết Nhi, và cũng xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình Tâm Tình Nghệ Sĩ kỳ sau với Việt Mỹ Television. Sau đây kính mời quý vị thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn mang tựa đề Hương Tóc Mạ Non qua phần trình bày của vũ đoàn Thanh Tâm và nữ ca sĩ Tuyết Nhi.
mực mà lòng anh thương quá. Tiếng ngọt ngào nào đông đưa nhớ xa xưa, trời chưa bóng dừa, hẹn hò nhau tình quê hai đứa. Mùi mà non hương tóc em biết bao kỷ niệm, nhắc lại thấy thương nghe thật buồn. Lâu nay muốn qua thăm anh nhưng ngại gì cầu tre lắc leo. Tháng ngày tuổi đời trôi theo nước chân nhau, bạc thêm mái đầu còn tìm đâu ngày xưa yêu dấu. Đường về hai con cánh xa thoáng cơn gió chiều, nhớ mùi tóc em hương đậm đà. Lòng chờ buông mến mong dáng xưa tan theo giấc mộng, chắc người đã bước sang sông đang mùa lúa trổ đồng đồng. Làm sao em quên những ngày khi mới bên gốc đa ven đường hai đứa ngồi tỏ tình yêu thương. Anh thương tóc em bay bay trong chiều chiều gợi bao nỗi nhớ, nhớ từng nụ cười ngây thơ thắm duyên mơ. Chiều nghiêng nắng đổ về quê em phù sa bát xa bát ngát. Tình mình dù ngăn cách sông chứ đâu cách lòng, mỗi lần nhớ anh sao nghẹn lòng. Tình mình dù ngăn